Chào mừng các bạn trở lại với channel Quang Hải. Sáng hôm nay ngày 13 tháng 5 tại nhà thờ Fatima Bình Triệu có tổ chức kỷ niệm 103 năm Đức Mẹ Fatima hiện ra. Và sáng hôm nay mình có ghé đến nơi này thì mình thấy tình hình ở nơi đây thì rất là vắng so với năm trước. Giờ này năm trước là không còn cái ghế để ngồi rồi, nhưng mà lúc này mình tới thì sẽ có lễ lúc 9 giờ, nhưng mà giờ này thì các ghế vẫn còn rất là trống. Lý do là chắc lẽ là do tình hình dịch cúm virus corona, cho nên là việc hạn chế đi lại của các anh chị em đến nhà thờ Đức Mẹ Fatima Bình Triệu. Một vài thông tin gửi đến quý vị để quý vị nắm tình hình. Mầu nhiệm mừng thứ ba thì Đức Chúa Thánh Thần nguyện xuống, ta xin cho được lòng đầy lãnh mọi ơn Đức Chúa Thánh. Lạy Cha, con ở trên trời, chúng con nguyện lên Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến vì Cha thế. Thời gian nó cứ chạy vòng quanh như một cái trong chớp mắt. Kim mừng Maria. Làm sao con được lên trời? Muốn lên trời tuân theo luật Chúa, sống bác ngay giúp người khó khăn, biết chia sẻ cơm ăn áo ấm, cùng thực hành tam mối phụng thần. Chạy vòng quanh như một cái trong chớp mắt, quay đều nơi kia yêu thương, quay đều bên Chúa xót thương. Làm sao con được lên trời? Muốn lên trời tuân theo luật Chúa, sống bác ngay giúp người khó khăn, biết chia sẻ cơm ăn áo ấm.